Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Việt Nam lên án vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Trước vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng và bảo vệ. Thông điệp được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra ngày 6 tháng 4 khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam lên án vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria. Các trụ sở, cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tránh làm leo thang căng thẳng ở khu vực, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân, các thành viên cơ quan đại diện và gia đình. Chiều tối 1 tháng 4, tòa nhà lãnh sự trong khu vực sứ quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria bị tập kích tên lửa. Vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 đến 3 chỉ huy quân sự cấp cao của Iran. Tehran lập tức cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công và tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn. Các chuyên gia cho rằng đợt tấn công này là nghiêm trọng hơn cả do Israel đã nhắm vào một đại sứ quán. Iran coi đây là một cuộc tấn công vào chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel là điều khó tránh khỏi. Mỹ cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel sau cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với CNN ngày 5 tháng 4. Phát biểu về nguy cơ xung đột lớn giữa Israel và Iran, ông Kirby nêu rõ, chúng tôi rất lo ngại về kịch bản này. Trên thực tế, một trong những điều mà các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran đang nói đến là mối đe dọa rất công khai và rất thực tế này của Tehran đối với Israel. Theo kênh CNN, Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và tích cực chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáng kể có thể xảy ra trong tuần tới bởi Iran nhằm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực để đáp trả vụ không kích của Tel Aviv ở Damascus. Các quan chức cấp cao của Mỹ hiện tin rằng một cuộc tấn công của Iran là không thể tránh khỏi. Quan điểm này được những người đồng cấp Israel chia sẻ. Chính phủ hai nước đang nỗ lực làm việc để chuẩn bị trước những gì sắp xảy ra, vì họ dự đoán rằng cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau và cả tài sản cũng như nhân sự của Mỹ ở Israel đều có nguy cơ trở thành mục tiêu. Cuộc tấn công sắp tới của Iran cũng là chủ đề thảo luận chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào hôm 4 tháng 4. Nhưng tính đến ngày 5 tháng 4, Mỹ và Israel chưa biết Iran dự định tấn công khi nào và như thế nào. Chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel là điều được dự báo rõ ràng có thể khởi đầu từ những vụ trả đũa giữa hai bên rồi nâng cấp lên trên diện rộng. Một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel của Iran là một trong những tình huống xấu nhất mà chính quyền Biden đang chuẩn bị ứng phó vì nó sẽ dẫn đến sự leo thang nhanh chóng của tình hình vốn đã hỗn loạn ở Trung Đông. Một cuộc tấn công như vậy có thể sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh Israel-Hamas mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, điều mà Tổng thống Biden từ lâu đã tìm cách tránh. Trước đó, kênh i24 News của Israel đưa tin rằng nước này đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm tàng của Tehran sau vụ không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Ngày 1 tháng 4, hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin không quân Israel đã tiến hành cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Damascus. Các phương tiện truyền thông Iran cho biết lãnh sự quán Iran là mục tiêu của cuộc tấn công khiến 13 người thiệt mạng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết trong một thông cáo rằng cuộc tấn công đã khiến 7 cố vấn quân sự, trong đó có tướng Mohammad Reza Zahedi và tướng Mohammad Hadi Haji Rahimi thiệt mạng. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ khiến Israel hối hận về cuộc tấn công của mình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cam kết sẽ đáp trả. Trước khi có một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel, thì nhiều chuyên gia đã đưa nhận định về thời điểm và hình thức Iran ra đòn trả đũa Israel.
Theo hãng tin Reuters, đến nay, Iran vẫn tránh trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở dải Gaza. Các nhà lãnh đạo Iran cũng công khai chỉ ra rằng nước này không muốn một cuộc chiến tranh lớn có thể gây bất ổn cho đất nước. Tuy nhiên, kênh CNN của Mỹ cho rằng cuộc tấn công vào khu phức hợp đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1 tháng 4 có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Hamas và Israel gần 6 tháng trước. Syria và Iran đã đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Damascus, giết chết trận tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và một số quan chức khác. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến thảo luận về tình hình tại dải Gaza và khu vực hôm 3 tháng 4, Tổng thống Ebrahim Raisi đã cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm vụ tấn công đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria vào hôm 1 tháng 4, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa tương xứng. Trước đó, khi phát biểu với báo giới vào hôm 1 tháng 4, đại sứ Iran tại Syria, ông Hossein Akbari, cũng chỉ trích vụ tấn công của Israel là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ đối mặt với hậu quả và Iran sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công. Liên quan tới việc Iran trả đũa, cựu giám đốc tình báo Israel Yamos Yadlin, người làm việc tại trung tâm Bethlehem của trường Kennedy, Đại học Harvard, Mỹ, nhận định Tehran có thể chọn ngày 5 tháng 4 để đáp trả cuộc tấn công ở Damascus trực tiếp hoặc thông qua lực lượng ủy nhiệm. Nguyên nhân là vào ngày 5 tháng 4 là ngày thứ 6 cuối cùng trong tháng Ramadan của người Hồi giáo và cũng là ngày Quds. Vì thế, thông tin Yadlin cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến trong ngày 5 tháng 4 và sau đó tùy thuộc vào hậu quả của cuộc tấn công, xung đột có thể leo thang. Về phía Israel, nước này chưa nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4, nhưng nói rằng mục tiêu là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds. Trả lời phỏng vấn với kênh CNN, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, theo thông tin tình báo của chúng tôi, đây không phải là lãnh sự quán, cũng không phải là đại sứ quán. Tôi nhắc lại, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Đây là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds, được cải trang thành tòa nhà dân sự ở Damascus. Tuy nhiên, trước các tuyên bố cứng rắn của Iran, Israel sẽ chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa. Quân đội Israel sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng vũ trang Israel trải qua gần 6 tháng chiến tranh ở dải Gaza cũng như trên mặt trận Liban, tuyên bố họ sẽ tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu. Một ngày trước đó, họ cho biết họ đang huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không. Khả năng Tehran trả đũa một cuộc không kích được cho là do Israel gây ra vào hồi đầu tuần nhằm vào khu lãnh sự quán của nước này ở Damascus đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, mặc dù hai nguồn tin Iran cho biết phản ứng của Tehran sẽ được điều chỉnh để tránh leo thang. Khi bắt đầu cuộc họp nội các an ninh vào cuối ngày 4 tháng 4, ông Netanyahu cho biết, trong nhiều năm, Iran đã hành động chống lại chúng tôi cả trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm của họ. Do đó, Israel đang hành động chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ một cách phòng thủ và tấn công. Ông nói chúng tôi sẽ biết cách tự vệ, chúng tôi sẽ hành động theo nguyên tắc đơn giản nhất. Bất cứ ai làm hại chúng tôi hoặc có ý định làm hại chúng tôi sẽ tấn công họ. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu thảo luận về các mối đe dọa từ Iran. Ông Biden nói rõ rằng Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Israel trước mối đe dọa đó. Các nhà báo của Reuters cùng người dân ở trung tâm thương mại Tel Aviv ở Israel cho biết dịch vụ GPS đã bị gián đoạn, một biện pháp rõ ràng nhằm giúp ngăn chặn tên lửa dẫn đường. Iran, kẻ thù không đội trời chung của Israel, đã thề trả thù cho vụ sát hại hai tướng lĩnh của nước này cùng năm cố vấn quân sự trong cuộc không kích vào cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Syria vào hôm 1 tháng 4. Israel được cho là đã thực hiện một trong những cuộc tấn công quan trọng nhất nhằm vào lợi ích của Tehran ở lãnh thổ đồng minh thân cận của họ là Syria. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan. Ông Netanyahu không đề cập đến vụ tấn công. Israel đã phát động chiến dịch tấn công lực lượng Hamas ở Gaza sau khi nhóm vũ trang này đã tiến hành vụ đột kích bất ngờ, bắt cóc xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, đồng thời cũng đã giao tranh gần như hàng ngày với lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở Liban. Phía Israel là vậy, còn Iran vẫn hết sức thận trọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!